Xin chào các bạn, tôi là Lan Chi đến từ luật sư X. Gần đây thì mạng xã hội đang xôn xao và phẫn nộ trước vụ việc một đối tượng đã đào mộ, trộm hài cốt và tống tiền người thân của người đã khuất. Theo thông tin ban đầu thì gia đình chị Quy đã nhận được tin nhắn từ một số máy lạ thông báo rằng hài cốt của người thân tại một ngôi mộ được an táng tại nghĩa trang địa phương đã bị đào trộm. Do nợ nần, túng quẫn và biết được điều kiện gia đình của nạn nhân khá giả nên đối tượng này đã ra điều kiện nếu muốn chuộc lại hài cốt của người thân thì gia đình phải thu xếp và chuyển cho đối tượng 300 triệu đồng, nếu không thì bộ hài cốt đó sẽ bị tiêu hủy. Vậy một câu hỏi được đặt ra là hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta cần hiểu quy định của pháp luật về hành vi xâm phạm mồ mả là gì. Hành vi xâm phạm mồ mả là hành vi xâm phạm đến vị trí mai táng, hài cốt, cho hài cốt của người chết theo phong tục, lễ nghi, tôn giáo của cộng đồng dân cư, xâm phạm đến nơi an nghỉ cuối cùng của cá nhân người chết. Và khi xác định hành vi xâm phạm mồ mả thì cần hiểu theo nghĩa rộng là hành vi xâm phạm đến không gian, phạm vi, hình dáng, tường rào bao bọc xung quanh ngôi mộ. Bởi vì kiến trúc xây dựng của ngôi mộ có mối liên hệ hữu cơ với mục đích bảo vệ xác, hài cốt cho hài cốt của người đã khuất. Do vậy, tất cả những hành vi xâm phạm đến kiến trúc liên quan đến mục đích bảo vệ, gìn giữ ngôi mộ của người đã khuất đều được coi là hành vi xâm phạm mồ mả. Như vậy thì hành vi xâm phạm mồ mả sẽ bị xử phạt như thế nào? Đầu tiên thì hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ theo quy định tại Điều 319 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt như sau. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa, vì động cơ đê hèn hoặc chiếm đoạt bộ phận, thi thể, hài cốt. Bên cạnh việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì hành vi xâm phạm mồ mả còn có thể phải bồi thường dân sự theo quy định tại Điều 607 Bộ Luật Dân sự năm 2015 như sau. Người có hành vi xâm phạm mồ mả sẽ phải bồi thường về dân sự cho gia đình người bị xâm phạm về chi phí khắc phục thiệt hại do mồ mả bị xâm phạm gồm những khoản như chi phí mua vật liệu xây dựng, chi phí thuê nhân công xây dựng, sửa chữa lại những hư hỏng, thiệt hại mà người gây thiệt hại đã gây ra. Như vậy thì có thể thấy hành vi này không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn sai trái về mặt đạo đức. Bên cạnh đó thì hành vi đe dọa, tống tiền với số tiền lên đến 300 triệu đồng của đối tượng nói trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản. Căn cứ theo tình tiết định khung được quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định thì hành vi ra điều kiện muốn chuộc lại hài cốt của người thân thì gia đình phải thu xếp và chuyển cho đối tượng này một số tiền là 300 triệu đồng, nếu không thì hài cốt sẽ bị tiêu hủy của đối tượng, có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 7 năm, theo quy định tại điểm A, khoản 3, Điều 170 Bộ Luật Hình sự về hành vi chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Ngoài ra thì người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Như vậy, qua video này, luật sư X đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề hành vi xâm phạm mồ mả sẽ bị xử lý như thế nào. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ luật sư X nhé. Luật sư X đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.